Hồng Nhan không gặp được, lại dính tai họa. Cảm ơn anh, con đua với tôi được. Đừng có quải như vậy. Điều dưỡng cho khỏe là quan trọng nhất. Bộ dạng của anh bây giờ chắc chắn không giống nổi bố mẹ anh. Môi nứt nẻ hết rồi kìa. Tôi đi mua cho anh son dưỡng có màu mà con gái hay thích dùng nhé. Đỏ, vàng, xanh. Anh thích màu nào? Màu nào cũng được, cảm ơn anh. Đừng khách sáo, tôi tạm ứng tiền rồi. Khi nào về nhớ chuyển khoản. Cả bữa này nữa đó. Trang Trang à, cô chuyển lời tới Lucy. Nếu thực sự dùng Lý Kỳ Hành vào đường chat, cô ấy có thể ngủ yên giấc sao? Lý Kỳ Hành bất ổn lắm sao? Phải. Nếu Lucy hỏi, tôi sẽ chuyển lời. Nếu Lucy không hỏi thì tôi không nói đâu. Dù sao Lucy cũng chưa phải chịu tổn thương thực chất gì quá lớn. Còn Lý Kỳ Hành thì sao? Gãy xương nhập viện, bị giam giữ, còn để lại tiền án. Tôi thấy vậy là đủ rồi. Chỉ riêng trên Lý Kỳ Hành thôi, Lucy đã đòi lại công bằng gấp nhiều lần rồi. Thế nào là chưa phải chịu tổn thương thực chất? Theo logic của anh, Lý Kỳ Hành cũng chỉ bị dư luận làm ảnh hưởng, đâu phải tổn thương thực chất. Vậy anh ta dựa vào đâu mà đòi sống đòi chết? Tôi có thể nói một câu là anh ta yếu đuối quá không? Say rượu lái xe, nhập viện, giam giữ, hoàn toàn là anh ta tự chuốc lấy. Đến lượt anh phải ở đó lo toan sao? Thưa cô, tôi gửi trứng chiên. Cảm ơn. Người đang nói chuyện với tôi có phải David không đó? Là tôi đây. Não anh bị hỏng rồi sao? Tuyệt Giang. Nè, Trăng. Dám nói quấy rối tình dục không gây tổn thương thực chất gì. Đầu óc kiểu này không làm bạn nổi. Trăng Trăng, em thích cái vẻ nghĩa khí đầy mình này của chị. Nghĩa khí cái gì? Kiến thức cơ bản mà. Em thấy thay vì ngồi đây bực bội, thà cứ học Lucy, nếu bị quấy rối thì đấm gãy sống mũi tên kia ngay tại chỗ. Đây là cách hiệu quả thiết thực duy nhất hiện giờ. Đánh chết luôn đi. Chị nộp tiền bồi thường hộ cho mấy cô phản kháng đó. Chị có tiền không? Không có. Đợi chị kiếm được tiền rồi nói. Nhắc đến tiền, em cũng phải chuyên tâm kiếm tiền. Ít ra cũng để mẹ em có cảm giác an toàn. Vừa rồi là ai nói ngày nào cũng như ngày nào? Em. Vừa rồi tôi nói tuyệt giao là giao tình tuyệt hảo. Nhưng anh nhất định phải kiểm điểm những lời anh vừa nói. Cười cái con khỉ. Bạn đang xem phim được chiếu tại ifilm.org. Nợ cha con trả. Tôi đáng đời mà. Với cái nghiệp của bố anh, nếu tối nào đó anh ra đường bị đánh cho một trận, thì khả năng lớn đều là nghiệp từ bố của anh. Giờ thì Lucy vui rồi chứ. Cuối cùng cũng trả được thù. Tới giờ bố tôi vẫn tưởng là đối thủ đang tìm cách hại mình. Có thể thấy, đến tận giờ bố anh vẫn không cảm thấy mình có vấn đề gì to tát. Thực ra, giờ con gái gặp phải những chuyện kiểu đó đều ngại đòi hỏi công bằng cho mình. Chỉ sợ mình chưa đòi được công bằng thì đã bị người ta chỉ trỏ cả đời. Anh thấy sao? Nên đây chính là lý do bố anh dám nhiều lần xuống tay với đồng nghiệp nữ, phải không? Biết họ không dám nói ra, chỉ có thể câm nín. Tôi không phải, giờ thì tôi đã hiểu tại sao hồi nãy Diệp Trăng Trăng lại muốn tuyệt giao với tôi rồi. Sau khi tôi về thì gọi điện ngay cho bố mẹ anh đến đây đi.
Sau này tôi không tính qua lại nữa đâu. Sau khi ra viện thì đừng tìm đến tôi nữa. Tôi cực kỳ ghê tởm giọng điệu lần trước anh nói con gái không thể đòi lại công bằng cho mình. Nói như đúng rồi vậy. Thừa hưởng từ ông bố rác rưởi của anh đây mà. Không phải, nhưng đó là sự thật mà. Lại còn là sự thật. Ông đây cũng biết bực mình rồi đó. David. David à. Lucy à, David vì vụ tai nạn xe của Lý Kỳ Hành mà rối hết cả lên. Vì vậy cô không cần gì tôi mà ậm ừ với anh ta đâu. Vừa rồi tôi nói rõ thái độ với anh ta rồi. Tôi sợ anh ta đến gặp cô truyền thánh chỉ giả. Tóm lại cô cứ phớt lờ anh ta đi. Được rồi, cảm ơn. Xin lỗi trai đẹp thì xin lỗi thôi. Việc gì phải lắm la lắm lét vậy? Thật sắc, tính giả, em hiểu lắm đó. David sao? Không phải. Mặc dù trước nay chị luôn khuất phục trước sắc đẹp, nhưng có một số chuyện chị vẫn giữ nguyên tắc lắm đó. Thôi được rồi, nể tình chị lôi em đi xem triển lãm. Em không bật lại chị nữa. Alo, sếp à. Cái gì? Vấn đề về lối sống. Giao dịch quyền sắc nội bộ. Tôi không nghe nhầm chứ? Được, tôi biết rồi. Quần áo trong máy giặt là của chị. Chị sẽ về phơi sớm. Xin lỗi. Cô à, sau khi cháu đi, Lý Kỳ Hành có gọi cho ai không? Không. Cậu đi rồi, cậu ấy đi vệ sinh xong là đi ngủ, chẳng nói câu nào. Vậy cô cứ làm việc đi. David, hình như chuyện này anh hỏi nhầm người rồi. Không đâu. Tôi biết cô có số điện thoại của Lý Quân. Hơn nữa, cô còn có hồ sơ của cả nhà họ Lý. Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ không lỡ miệng nói ra đâu. Nhưng tôi muốn nhờ cô giúp một việc. Tôi cần gửi lại Lý Kỳ Hành đang bị thương nằm viện cho bố mẹ anh ta. Được. Nhưng anh phải đáp ứng tôi một điều kiện. Cô đúng là nắm đằng chui mà. Anh cũng có thể từ chối. Được. Cô nói đi. Tôi cho anh số điện thoại của Lý Quân. Anh cho tôi số hiệu chuyến bay đến Thượng Hải của Lý Quân. Hoặc anh cũng có thể chờ đến 6 giờ. Sau thời điểm đó tôi sẽ gửi anh số điện thoại sau. Tùy cô. Được. Vậy tối nay 7 giờ đúng tôi sẽ gửi qua. Muốn làm gì vậy chứ? Chuyến bay Bắc Kinh đến Thượng Hải. Tối nay Lý Quân sẽ rời Bắc Kinh. Là một thời cơ tốt. Con làm phiền cô đến tận nơi. Tôi chờ cô ở khách sạn là được mà. Không sao, dễ tìm mà. Khu cô ở trong được đó chứ. Ở ghép thôi. Nếu không tôi cũng không thuê nổi. Bên cạnh có quán cà phê khá ổn. Mình qua đó ngồi đi. Không cần đâu. Mình qua kia nói chuyện là được rồi.
Tặng cô nè. Thông tin của đoàn du lịch và khách hàng lớn. Cô thấy báo cáo kỷ luật của phó tổng thống rồi chứ? Vẫn chưa. Nhưng sếp tôi vừa gọi kể cho tôi biết rồi. Giám đốc Dương làm vận hành của cô, vội vã tìm đến tôi, chỉ tay năm ngón nói tôi là: cô xem, phó tổng thống nhà cô ngã xuống rồi, ngã ngay dưới giao dịch quyền sắc nội bộ. Bây giờ tập đoàn xử lý một phó tổng thống trước, bước tiếp theo chắc sẽ là bên xử lý giao dịch của khách sạn. Linda, cô mau đưa thông tin khách hàng VIP cô sưu tầm cho tôi, để tôi còn che giấu cho cô đôi chút, cho cô được rút lui danh giá. Mười mấy năm qua, tập đoàn hầu như không có chuyện sa thải vì lý do lối sống cá nhân, trừ khi là vi phạm pháp luật phải đi tù. Nên lần xử lý này, có lẽ là tập đoàn cố tình lánh nặng tìm nhẹ, để lấp liếm bê bối phó tổng tôn nhận hối lộ, dùng hàng kém chất lượng trong lúc lắp đặt, dẫn đến việc cơ sở vật chất của khách sạn tồn tại vô vàn rủi ro. Nếu phó tổng tôn bị khởi tố vì nhận hối lộ, thì ông ta xem như xong đời. Cho nên, tập đoàn và phó tổng tôn đã đi đến nhất trí. Tôi biết ngay cô cũng không phải dạng dừa mà. Pháp luật quan trọng bằng chứng, thông báo sa thải, dù có là kết quả đôi bên thỏa thuận riêng, nhưng để tránh tranh chấp sau này thì vẫn cần bằng chứng đầy đủ. Bằng chứng ở đâu ra? Phó tổng tôn để tránh phải đi tù do phạm tội, mà tự cung cấp ra, đồng thời kéo thêm một người xuống nước. Bỉ ổi thật. Cái này, cô nhờ tôi gửi cho sếp Dương sao? Không cần thiết đâu, cô cứ tự xin thôi việc là được. Khách sạn thích nhất là nhân viên tự xin thôi việc, đỡ lằng nhằng về pháp luật. Với lại, cô xin thôi việc rồi thì cũng sẽ không có ai làm hẳn một bộ hồ sơ nói rõ tại sao cô thôi việc đâu. Cô không xem thường tôi sao? Tôi được mấy cô bạn hàng xóm phổ cập kiến thức. Bản chất của quấy rối tình dục là ép bức bằng quyền lực. Dưới sự ép bức quyền lực, ai chống lại thì sẽ bị gây khó dễ, cuối cùng bị ép phải nghỉ việc. Những người không có lối thoát bị ép phải tuân theo. Đến khi sự việc dở lỡ thì kết cục vẫn là bị đuổi. Nên kẻ đáng bị phỉ nhổ phải là kẻ nắm quyền. Tư liệu này cô cứ giữ lấy. Dũng dĩ tôi không mang ý tốt, tôi định nghỉ việc sẵn rồi. Đằng nào tôi cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, gã họ Dương kia uy hiếp dụ dỗ tôi cũng không quan tâm. Nhưng bản mặt của tên đó ngứa mắt lắm. Chẳng phải hắn đắc ý về sảnh trước nhất sao? Cô có số tư liệu này trong tay rồi, ít nhất là trong 3 năm, mọi động thái về sảnh trước cô đều có thể nằm lòng. Mấy bộ tán thủ của gã họ Dương đó cô cũng hoàn toàn có thể phớt lờ luôn. Đúng, tôi muốn gây thêm rắc rối cho hắn đó. Dù cô không có ý tốt thì cũng là nhắm vào sếp Dương. Đối với tôi chỉ có lợi. Tôi ghi nhận ý tốt của cô, cảm ơn cô. Lần này cuối cùng tôi cũng không nhìn nhầm người. Vậy mình kết bạn WeChat nhé. Sau này có gì cô cứ việc hỏi tôi cũng được. Đây, tôi quét của cô. Gã họ Dương này cũng là loại rất bị ổi. Để bỏ đi cái chữ tạm thời đó mà những người xung quanh hắn đều phải cảnh giác. Hiểu rồi. A Sơ, em cầm giúp chị. Bỏ vào cốp xe. Dạ. Mệt lả luôn. Vậy mà dân không chuyên như chị còn hứng thú say sưa xem từ đầu đến cuối, còn xem được liền 2 ngày. Chị đâu phải dân không chuyên. Máy tiện tạo ra dạng vật, em xem xe của chị, rồi mấy thiết bị tinh vi ở phòng thí nghiệm nữa, đều liên quan đến bọn em cả đó.
Hơn nữa, kiểu triển lãm này, tin anh các nơi bung xõa hết tài năng để mời em tới xem. Cơ hội quá tốt để mở mang tư duy. Như cá gặp nước, hiểu không vậy? Nhưng em vẫn không hứng thú nổi. Có cách gì đây? Nếu không gì đang cần tiền gấp, lại không tìm được cách khác để kiếm tiền, ai mà thích đến cái nơi khô khan tẻ nhạt đó? Thì vẫn có tin anh của giới tài chính, giờ bị em dọa chạy mất còn gì. Đó là đi làm thú cưng cho người ta. Dù có đưa em một tờ đăng ký kết hôn cũng để làm gì chứ? Cũng chỉ là nhận tiền rồi làm việc cho người ta. Người ta thích con trai thì em không dám đẻ con gái. Sống như vậy còn có ý nghĩa gì? Tiền mình kiếm ra vẫn là tốt nhất. Sai rồi. Tiền bố mẹ kiếm cũng tốt như vậy. Chị thiệt đáng ghét. Em nghe giúp chị đi. Alo, cô Diệp, chào cô. Trăng Trăng đang lái xe. Dư Phi Tuyết vẫn ổn chứ? Dư Phi Tuyết từ sau lần trở mặt với Tiểu Hà, mỗi ngày cũng không còn bức bối bực bội nữa. Giờ cũng bắt đầu ra sức tích tiền, lấp vào lỗ hổng. Phải rồi, Trần Tổ Pháp cũng bị tuyên án rồi, tội lừa đảo. May mà chúng tôi nghe theo lời khuyên của các cô, mời luật sư đến, nhờ sự hỗ trợ của cảnh sát và tòa án. Dư Phi Tuyết đã khởi tố ly hôn, cũng đã chia tài sản rồi. Tóm lại, sau một loạt quy trình, ít nhất cũng đã gạch được tên của Trần Tổ Pháp ra khỏi giấy tờ nhà. Có điều Dư Phi Tuyết phải chịu một phần trách nhiệm dân sự. Chỉ có thể gánh một khoản nợ, vừa trả vừa tính thôi. Những gì anh làm cho Dư Phi Tuyết đúng là công đức vô lượng. Có điều chị ấy một mình trả đống nợ này chắc sẽ hơi cực. Cực thì cực, nhưng chung quy cũng an cư lạc nghiệp rồi. Bản thân Dư Phi Tuyết cũng hiểu, hành động để giải quyết vấn đề vẫn tốt hơn ngày nào cũng kiếm người nhậu nhẹt kể khổ. Đó, nó vừa nhờ đồng hương kiếm cho công việc thứ ba, làm hộ lý ở bệnh viện Hổ Thành. Hai ngày cuối tuần thì làm cả ngày, các buổi khác thì làm cả đêm. Nó thông minh, học việc nhanh hơn người khác. Tuy hơi mệt về thể lực, nhưng thu nhập thì ổn lắm. Nó lại chịu khó được như trước kia rồi. Nó nhờ tôi chuyển lời tới hai cô. Nó rất biết ơn ý tưởng của các cô bày cho nó trước đó. Giờ nó ổn rồi, mọi chuyện đã qua hết rồi. Tốt quá rồi. Có bạn bè, người thân giúp đỡ dĩ nhiên là tốt. Nhưng sau cùng vẫn phải dựa vào bản thân chị ấy, cố gắng vươn lên. Bảo chị ấy giữ gìn sức khỏe nhé. Được, tôi nhất định sẽ chuyển lời. Cảm ơn các cô. Tạm biệt. Tạm biệt. Công việc thứ ba. Vậy cũng không có thời gian ngủ đủ rồi. Trước đây em còn chê Dư Phi Tuyết ngốc, giờ nghĩ lại là bản thân ngốc. Rõ ràng em chỉ phải làm mỗi một chuyên ngành, còn ở đây chê nọ chê kia lười biếng chuồng mất. Em chọn lựa quá nhiều. Chỉ cần em chịu cúi đầu, rất nhiều tinh anh tương tự sẽ đồng ý thuê em. Không như Dư Phi Tuyết, cô ấy chỉ biết bán sức kiếm tiền. Nhưng em cũng chỉ có thể đi con đường này. Hiểu sớm thì tốt. Trong lòng chị nghĩ sớm hiểu ra thì sớm hết mơ mộng. Người có văn hóa đáng ghét vậy đó. Người thẳng thắn đáng ghét hơn. Chẳng trách chị dễ đó như vậy. Người nhìn ra sự thật đáng ghét nhất. Hôm qua lúc em mệt tới sắp thăng thiên, trong lòng em nghĩ từ bỏ công việc dạy múa. Giờ không dạy nữa, em không thể bị so sánh với Dư Phi Tuyết được. Tiếp theo là chuẩn bị làm sao nào? Đọc sách chuyên ngành, phải làm việc tốt công việc mới. Em phải giữ vững việc lương không tệ này để mọi người thấy giá trị của em. Không thể qua loa nữa. Từ hôm nay trở đi, em phải ép buộc bản thân. Vậy tin anh với tài chính đó phải làm sao? Đáng ghét. Nè, tôi biết anh là người có trách nhiệm, vì vậy mới bắt nạt tôi chứ gì, đúng không? Nhưng tôi còn tìm ai được? Giờ tay phải tôi cũng có chút sức rồi. Ngày mai tôi sẽ tự đặt cơm. Không cần anh lo.
David, bây giờ anh đang ở bệnh viện Hổ Thành phải không? Tôi nói nè, Diêu Phi Tuyết làm hộ lý ở bệnh viện Hổ Thành đó. Vì bị lừa mà cô ấy đang làm ba công việc. Ngày làm việc thì làm ca đêm. Cuối tuần thì làm hộ lý cả ngày. Ý là để trả nợ, cô ấy định cả năm không nghỉ. Vì